đại gia đình. Thì đại gia đình mình ơi, ngày hôm nay Bảo đang có mặt ở thành phố Vũng Tàu. Thì hôm nay cả nhà mình cũng như là cả nhà quan muốn đi chơi Vũng Tàu, thì sẵn dịp đây mình cũng muốn đi dẫn ba mẹ đi chơi để chuẩn bị ba mẹ đi sang Ngọc rồi. Thì coi như là mình cái 100.000 subscribe ngày hôm nay luôn. Đó, thì bây giờ hai gia đình mình đã mướn một cái villa ở địa chỉ số 92 Trần Phú rồi cả nhà, 92A. Thì khu vực này thì cả nhà cũng thấy là rất là sạch sẽ. Bên đối diện của mình là biển nè cả nhà. À, ở đây sau lưng đây là biển đây. Còn bên đây là chỗ ở. Thì bây giờ mình sẽ làm một vòng cho cả nhà coi nha. Tất cả có 14 phòng. 17 giường, 14 phòng. 14 người ở được. Đó. Có đầy đủ tiện nghi luôn cả nhà. Nước uống rồi bếp rồi nồi ly tất cả mọi thứ. Ở sau lưng mình đây có hồ bơi nữa nè. Đó, cả nhà thấy đã không? Thì cái giá mà mình mướn ở đây là 4.100.000 cho một đêm. Đó. Này để lát nữa đi cho Vincent cũng như là mấy người ở đứa cháu ra hồ tắm nè. Rồi vô con, đi vô nhà. Đóng cái cửa lại để cho nó sợ mấy đứa nhỏ nó ra ngoài. Đó. Đây nè, một sơ qua một tầng cho cả nhà coi nè. Ở đây là quảng cáo dùm cho họ luôn, ở đây là được hai phòng, phòng bên đây, phòng bên đây. Đó. Trong phòng đầy đủ tiện nghi luôn cả nhà. Rất là hợp lý cho nếu mà gia đình mình mà đi đông người á. Đi đông người thì rất là hợp lý cả nhà. Có bàn ghế ngồi đồ. Đó, thì ở trên cũng giống vậy. Rồi mình quay một vòng cho cả nhà coi. Bây giờ mình chuẩn bị đi mua ra chợ mua hải sản về nhà để nấu ăn nha cả nhà. Ô cha Vinh Sình, để cho Vinh Sình khai trương luôn rồi nè. Vậy em nhà coi coi Vinh Sình phải không? Em coi con, nghĩ là con bơi. Ôi trời, đã đã cá. Đã quá cá. Đã dữ cá. Ờ, chị Vinh bơ, chị Vinh nè, Vinh đến xong, lên nha. Cái độ khoái bơi, khoái nước, lên nha. Nước. Nữa không? Nữa. Tiếp không? Dạ, tiếp. Chiu. Tiếp nè. Dạ gì? Không kịp lấy quần bơi luôn hả? Chiu. Tắm trước thì khỏi tắm sau vậy thôi chứ chút lạnh quá sao tắm. Chú tao chuẩn bị sẵn khăn rồi phải không? Đó, lát không có gì. Rồi để mẹ đưa bố mẹ tắm cho con nha. Để xuống đi con, sợ con té. Thank you.
cho mọi người thấy là đó, tâm tích nè. Đó, mình đi tích chợ từ sống luôn cả nhà. Được nhiêu đây nè anh chị các bạn. Sống luôn á. Rồi giải lên mẹ. Hả? Mở ra. Mở luôn hả? Mở ra mẹ rửa đấy. Rồi hấp. Wow, ngon ghê không cả nhà. 1 ký là 250.000 cả nhà. Mở ra dưới. Đây cả nhà, còn đây là móng tay nè cả nhà. Ngon ghê luôn, còn sống luôn nè. 90.000 ký nè. Tuyệt vời mặt trời luôn, hôm nay là đại tiệc hải sản luôn à. Hôm nay gia đình mình đi đông lắm. Đi tới mười mấy người lận. Ngon ghê không? Sống luôn á mọi người ơi. Đây, còn đây là mực đi lát mình nấu rồi cháo mực nha cả nhà. Quá đặc sắc luôn. Mực mình mua 200.000, 180.000 ký. Sau đây 200 trả 180. Còn đây ghẹ nay mua 350. Đó. 5 ký ghẹ luôn. Rồi cả nhà, bây giờ gia đình mình chuẩn bị dập tiệc nha cả nhà. Đó, đang đợi mẹ lên với lại đem nồi cháo lên nữa là đủ. Đó, đầy đủ rồi. Rồi còn 2 món, 3 món nữa. Rồi, chơi giả ngoại kiểu này rất là vui cả nhà ơi. Mai nếu mua hành này cả nhà. Mua có 40.000 một ký nhưng mà ở Sài Gòn mà ăn mà vô quán là 40.000 một con, 35.000 con. 35.000 con luôn hả? Đó, ghê không? Ở đây mình thích ăn xào mai ngon lắm cả nhà. Đây, bên đây là mấy anh em đây. Bà nội ngồi đây. Chị thứ 10 của mình đang ẵm Bali. Ngân với bên sành đây. Mấy năm cũng giờ rồi vô mà ăn tiếp. Rồi vô ăn đi. Nếu ra đây giấy đầm nè. Đâu giấy đầm sao? Thôi bây giờ ăn uống đi giấy đầm con. Ăn luôn cũng dám kể hết bài rồi ăn tiếp. Rồi xin mời cả gia đình mình cùng tham dự với liên hoan của gia đình mình ngày hôm nay nha. Cái gì? Mình là Quang Nông Dân TV đây. Đâu rồi, nuôi anh Quang không có còn làm video nữa. Đúng rồi, kia ăn hả? Sao chuyến này chắc sẽ tái xuất kèo. Ủa? Có cái mũa đũa của ta? Nhiều lắm. Con cũng quanh kia luôn. Sáng. Không có đi. Nhiều lắm. Thôi đúng rồi, lấy cho con kia. Đó, ok nhiều lắm. Không đưa cái gì ở đây đi. Quá trời luôn cả nhà. Trước con sầu mai. Đâu đổ anh giáp. Hả? Để bưng đâu bé? Ồ, làm trước sò mai cả nhà. Ủa đem đây chứ không đem là không ngồi ăn hả? Ôi, kia cái đồ. Ngại lên màn hình đó mọi. Ngại. Ăn gì ta thấy thật rồi chứ. Hát to rồi. Ai kia ta? Kia ta mà đây gọi đúng rồi. Em lấy bẹn lấy cái tô lên cho mình hết. Lấy tô thêm 2-3 cái gì đó. Rồi mời cả nhà đi. Rồi vô. Có. Nè, mời cả nhà. Nay gió trời mù quạt, khô gì đâu. Dạ. Nóng. À. Ủa, tắm cái gì rồi tắm? Tắm rồi. Nghe cái tắm. Đây. Có cái gì rồi tao? Có tôm không? Có tôm. Nè, cái sát nè. Cho con ghẹ cho con. Ghẹ kì biết máy bên kia kè, qua bên kia ăn kè. Bên kia kè tao. Nè, qua bên đó đi. Biết máy bên kia kìa. Ăn thử tâm tích rồi. Tâm tích là còn sống luôn cả nhà. Ngân đang cho anh bé ăn bên đó cái rồi mới qua giờ tụ họp. Bị cái gì vậy? Thiếu ớt á. Ớt có mà. Ớt nãy có mua mà.
Mẹ sao? Mẹ cháu. Ủa nhỏ Quỳnh đâu mà. Sao vậy, nó cái kiểu nó lên, nó kiểu lên kiểu quá. Nó chạy cho nó mũi vậy, mày đút cho nó ăn đi thôi. Bụp bụp bụp. Nó lên trên đây mà. Bụp 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 bụp. Bả giá gì mày giá rồi. Đeo nè. Ủa bưng cái con bánh tay lại ăn bớt vậy. Đây nè, bánh tay nè mẹ. Đây nè. Ừ. Sớt ra. Đây hai mâm mười cả nhà. Đây là. Lấy gì mình ngại vô camera nó không có qua đây rồi. Này vài bữa về mà mua về cái là nấu bún cơm tích cũng ngon. Cơm tích à? Có bún cơm tích, cơm tích. Không, giờ là thấy rồi nó đâm rồi sai luôn cho diễn luôn như cua vậy. Xong rồi nấu lọc nột lại nước. Để vô coi nguồn tố á, coi cái thịt đó. Chạy. Anh chỉ ăn gì em kêu này. À, anh chỉ ăn gậy hay lắm. Mẹ ngồi đâu mẹ? Đang ngon đạt. Long nổi dưới hả? Mình đóng cửa hết rồi dây không nhã Quỳnh ở dưới cái sau không? Không. Có đóng cửa không? Không thấy. Đúng đuôi, lấy đuôi được hay à? Ôi, lấy. Nằm mà nó chán á. Cửa tối à. Làm miếng cháo à, làm miếng cháo mực ăn mẹ. Anh ăn không? Chắc em không uống nha. Ăn miếng cháo miếng cho nó có một bụng giờ đi chưa ăn uống gì trên. Anh Công ăn miếng cháo đi. Hùng ăn cháo chưa Hùng? Chưa. Ngồi ăn miếng cháo đi, còn con ăn cháo không con? Ừ. Ai cũng quăng qua miếng đi rồi ăn miếng nha, làm miếng có một bụng nha. Ủa ba con cái tao mới đỡ nó còn muỗng mà. Này muỗng quá. Có muỗng không? Rồi. Có cách. Dạ. Ừ, nhà ăn mày mà nấu nó lấy muỗng thôi. Có cách hả? Sao con ấy có cách, không có cách. Có cách. Ừ. Đi chơi về mà mình đi ra chợ cả nhà mua đồ về mà mình làm ăn như vậy nè rất là hợp lý vui nữa hơi cực cực nhưng mà vui nhưng mà đi đông người á thì tay chân hả đúng không béo, ôi cái bịch tâm nó rồi, để dưới rồi, cắn nào, không? Lấy bịch tâm nó rồi chứ, để làm gì? Gửi ra đây lấy gì vậy? Đây ốc hương, mẫu hương này cho ốc hương đỏ là ốc hương gì ta? Ốc hương nó hai ba hai loại ba loại được không? Để mà không phải ốc hương một loại đâu. Con này giống con. Con ngọc trai kìa đó. Nó qua đồng tâm á. Chơi vô. Rồi à. Đảo. Cô đầu rồi sao con ạ? Chưa nó mỉa. Ở trời đây này. Ở dưới đấy người ta cũng khó kìa. Bao mua. Không không. Ở trong cái thùng là đủ quá. Ăn rồi á. Nuốt cho con. Ăn cháo. Cho đó ăn dễ mạnh nha, cái này nhiều lắm á. Món này bắt nhất à. À. Bắt nhất à. Dạ, hôm nay biết ăn là mua có 3 kg rồi. Tính mua 2 kg hay gì. Trời ạ. Vô không? Lên. Vô ra. Dòng uống khỏi em.
đó là lâu giờ lâu. Em uống nó dính như ăn hết. Chúng uống không khỏi khỏi ăn ha. Khỏi ăn. Thử nhẹ coi, thử chút chút coi. Ông làm chén cháo là ấm lòng chiến sĩ rồi đó. Dạ mình miếng cháo à. Rồi đi ngủ luôn ha. Ông Năm. Thôi. À được rồi. Rồi. Đá cái lưng anh kìa. Ông Năm ngồi vào. Vậy, khúc vậy nè. Còn chết. Không, 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 sống rồi chị. Ồ, thấy nó có sống không ta? Nó ra mà uống cái cát này đi. Hồi á. Ăn thử con. Điều này. Đâu bệnh á. Hả? Phải được cái dạo này con. Qua, rồi tập cho con. Cái kéo đâu đồ quán. Cái kéo nè, đây nè. Rè không, rè hết không được. Mở cái ấy cho nó coi hoạt hình đấy. Thôi. Học rồi chết hết rồi. Không hết rồi. Có luôn em ăn không thì chết rồi. Không không. Thôi. Đi mua hổng không? Có, nó mượn ốc. Không gì không, 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 ngoài ăn thôi coi. Em mẹ ăn con nữa mà con cuối thì số ông là chỉ ăn được ốc cuối thôi đó. Không ăn được ốc lành đâu. Thôi, thôi. Rồi, ngoan. Cái viên hả? Viên giáo bà. Viên, viên. Viên. Làm gì vậy? Đúng rồi. Không hết được ốc, ốc, ốc chết. Chết. Mua nó còn sống không? Rồi, rồi. Chết nhiều. Ăn hết có bỏ con này có bỏ gì không? Hết luôn. Bỏ cái râm, cái râu kìa, cái lông lông đó rồi. Cái bỏ. Ồ, mẹ ngon ha. Mẹ nhỏ mà chắc con mà lấy mà đứt đầu á là chết. Đó, con nào lấy ra là đã ha. Kệ gặp không cái này. Cháu không? Đó, còn cháu không? Còn cháu không? Để ăn hải sản rồi chứ ăn cháu cái nọ hết rồi. Không, qua bên đây ăn, ăn nè em. Qua đây, qua đây. Bà Lan, bà Lan. Này. Bà ngồi ăn ghẹ em đâu đi. Này. Thì ngồi xuống, ngồi xuống. Cái gì vậy? Chắc nó hàng quán kìa. Giấy người sao liên quan kìa. Dễ thịt nhiều đó. Chắc mà ngon chứ. Để mua chỗ bà đó là hả bảo. Cái này nhìn kỹ coi. Hello, xin chào cả nhà. Thì bây giờ cả nhà bây giờ mình xin kết thúc cái video ở đây nha. Thì coi như là cái sinh hoạt đi chơi của gia đình mình ngày hôm nay là tới đây thì về đây nhận phòng cũng như là đi chợ xong về nấu ăn và ăn uống sinh hoạt gia đình. Thì ngày mai sẽ có những cái tiết mục gì đi chơi như thế nào thì bỏ sẽ quay tiếp cho cả nhà coi nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình. Xin chào mẹ và là các bạn. Bye bye.